Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung ca sĩ Tuấn Anh, người chồng đầu tiên của ca sĩ Tân Nhàn. Tân Nhàn sinh năm 1982 tại Hà Nam, là một trong những giọng ca dân gian đắt sâu tại miền Bắc. Năm 2005, Tân Nhàn bắt đầu được chú ý khi giành giải thưởng cao nhất tại Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc. Năm 2020, cô cũng xuất sắc giành giải thưởng cống hiến hạng mục chương trình của năm với live show Trở Về. Ngoài sự nghiệp ca hát, Tân Nhàn còn là giảng viên, phó trưởng khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với học vị tiến sĩ. Năm 2005, khi tham gia cuộc thi Sao Mai, Tân Nhàn đã quen với ca sĩ Tuấn Anh và kết hôn với nhau một năm sau đó. Họ có chung với nhau một cậu con trai, 12 tuổi, cũng có năng khiếu âm nhạc giống bố mẹ. Kết hôn với một người đồng nghiệp, Tân Nhàn nhận được rất nhiều sự chia sẻ trong công việc lẫn trong cuộc sống. Cô từng tâm sự, chúng tôi là đôi bạn cùng tiến, từ ngay cuộc thi Sao Mai bước ra, rồi làm việc cùng nhau, học thạc sĩ cùng nhau, tốt nghiệp cùng nhau, cùng làm live show. Trong mắt Tân Nhàn, Việt Anh là một người chồng giản dị biết quan tâm chăm sóc vợ. Sau khi kết hôn, anh cũng lui về hậu trường hỗ trợ cho cô hoạt động âm nhạc. Tân Nhàn và Tuấn Anh là cặp đôi khá đặc biệt của làng nhạc phía Bắc. Họ cùng thi Sao Mai và chính cuộc thi này đã chấp cánh cho tình yêu nảy nở. Cũng chính trong cuộc thi, tình yêu đã khiến họ thăng hoa trên sân khấu. Giải Sao Mai năm 2005, Tuấn Anh giành giải nhất dòng nhạc thính phòng, còn Tân Nhàn đạt quán quân dòng nhạc dân gian. Năm 2007, cặp đôi chính thức kết hôn và có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Sau cuộc thi, họ trở thành cặp đôi âm nhạc ăn ý trên sân khấu. Nhiều bản song ca đến nay vẫn được khán giả yêu thích như Thăm Quê Em, Sa Pa Nơi Gặp Gỡ Đất Trời. Năm 2013, Tân Nhàn và Tuấn Anh thực hiện album chung Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh khá thành công về thương mại. Năm 2013, cả hai cùng tốt nghiệp thạc sĩ thanh nhạc xuất sắc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau đó, ca sĩ Tân Nhàn chuyển sang làm giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, còn Tuấn Anh làm giảng viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Tuy cùng một bệ phóng từ Sao Mai, nhưng sau cuộc thi, Tân Nhàn khá thành công trên sân khấu thì chồng cô chỉ tập trung vào giảng dạy là chính. Anh vẫn đi hát nhưng không nhiều, điều này không khỏi khiến công chúng có những so sánh nhất định và đặt câu hỏi cho cả Tân Nhàn và Tuấn Anh. Trong khi vợ ngày càng thành công thì Tuấn Anh lại chọn cho mình sự bình dị kín tiếng. Anh từng nói, tôi chấp nhận lùi về phía sau để hỗ trợ cho vợ ngày càng có chỗ đứng vững chắc hơn. Ngược lại với chồng, Tân Nhàn luôn nỗ lực hướng tới những đỉnh cao trong nghề. Cô không chọn chuyên sâu vào ca hát mà giảng dạy, mà đặt mục tiêu xuất sắc ở cả hai vai trò. Hiện tại, Tân Nhàn là phó khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô cũng đã bảo vệ, luận án tiến sĩ về âm nhạc và trở thành một trong những tiến sĩ trẻ nhất của lĩnh vực âm nhạc. Cũng nhờ vậy, trên chặng đường hơn 15 năm ca hát, Tân Nhàn đã có một gia tài đáng nể là 11 album và nhiều live show khủng được đầu tư cả về chất lượng và kinh phí. Mặc dù vậy, trong hầu hết các sản phẩm âm nhạc của Tân Nhàn, khán giả luôn nhận ra dấu ấn của ca sĩ Tuấn Anh, chàng ca sĩ vùng mỏ đã có sự phối hợp ăn ý với vợ để tạo ra hai giọng ca đẹp, hòa quyện và tình tứ. Anh cùng vợ hát chung ca khúc Thăm Quê Em, Sa Pa Nơi Gặp Gỡ Đất Trời, ra mắt album chung Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh, biểu diễn cùng vợ trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Sao Mai Ngày Trở Về, đứng chung trong live show Câu Chuyện Âm Nhạc. Về đời sống riêng, Tân Nhàn và Tuấn Anh cũng được biết đến là cặp đôi hạnh phúc. Chính vì vậy, thông tin họ ly hôn trong bí mật đã gây bất ngờ lớn cho công chúng. Hồi đầu năm 2019, Tân Nhàn thực hiện live show Trở Về, chồng cô vẫn đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất. Khi đó, khi được hỏi vì sao cả hai không có màn hát chung trên sân khấu, Tân Nhàn cho biết ông xã không lên sân khấu là một sự hy sinh lớn. Tôi muốn mời anh hát cùng trong live show, nhưng anh bảo nếu hát sẽ không thể làm giám đốc sản xuất. Giờ em chỉ được chọn một trong hai, tôi để anh quyết định và anh ấy chọn làm giám đốc sản xuất. Anh nói, sẽ đứng sau để tôi chỉ việc tỏa sáng trên sân khấu, bận rộn với công việc biểu diễn và giảng dạy. Nhưng cặp đôi ca sĩ Tân Nhàn và Tuấn Anh đều cố gắng dành nhiều thời gian chăm chút cho cậu con trai là bé Tuấn Minh. Cặp đôi này không ai dạy cho con hát, nhưng cậu bé Tuấn Minh cũng có năng khiếu thanh nhạc. Dù có chung niềm đam mê âm nhạc và thành danh, nhưng rất ít khi họ mang những câu chuyện công việc về tổ ấm của mình. Cũng trong thời gian này, trả lời trên một tờ báo, ca sĩ Tuấn Anh đã chia sẻ, vợ chồng anh cũng không hiếm lần xảy ra mâu thuẫn, xích mích và đó là chuyện bất cứ gia đình nào cũng có. Mỗi khi có điều gì chưa đồng quan điểm thì hai vợ chồng thường ngồi lại với nhau để nói chuyện và tháo gỡ. Anh cũng khẳng định, hiếm có cặp vợ chồng nghệ sĩ nào ở được với nhau lâu như Tân Nhàn và Tuấn Anh. Để có được điều này, cả hai có sự cảm thông nhường nhịn rất lớn. Hỏi về tin đồn ly hôn, từ 2-3 năm trước Tuấn Anh cho hay, cái này tôi khẳng định luôn là cả tỉnh Quảng Ninh bảo vợ chồng tôi bỏ nhau, chứ không phải trong báo chí. Vợ chồng nào cũng có những khúc mắc với nhau,
không thể yên ấm từng ấy năm, nhưng mà thôi, suy cho cùng mình không thể giải thích được, cứ kệ thôi, mình sống cuộc sống của mình, còn ai nói gì thì nói vậy. Còn về những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình anh tâm sự, chuyện mâu thuẫn xích mích thì cái này tôi phải khẳng định là gia đình nào cũng có, chỉ là đến mức nào đó thôi. Còn chúng tôi, có điều gì chưa đồng quan điểm thì hai vợ chồng thường ngồi lại với nhau để nói chuyện và tháo gỡ. Dù chưa lên tiếng, nhưng có lẽ Lai Sâu trở về, Tất Nhàn và Tuấn Anh chỉ trở về cùng nhau trong âm nhạc, còn hạnh phúc riêng sau 16 năm đã được gián tiếp cho biết bằng đám cưới lần thứ hai, hôm 18 tháng 1. Tất Nhàn sinh năm 1982 tại Hà Nam Ninh, hiện nay tách ra tỉnh, ba tỉnh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Là một ca sĩ trẻ tuổi người Việt Nam, từng giành một giải cống hiến trong tổng số hai đề cử, học vị tiến sĩ, cô là học trò của ca sĩ Lan Anh, nữ hoàng opera Việt Nam. Cô theo học Lan Anh 8 năm, hiện nay cô hát những ca khúc thường dọc nhạc, mang âm hưởng dân gian và nhạc đỏ. Khởi đầu thành công cho sự nghiệp ca hát của Tất Nhàn là giải nhất phong cách dân gian tại Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 2005 do Ban giám khảo và Đài truyền hình bình chọn khi thể hiện thành công bài hát Trăng Khuyết. Ngoài sự nghiệp ca hát, Tất Nhàn còn hiện là giảng viên, phó trưởng khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tất Nhàn sinh ra và lớn lên tại một làng quê rất nghèo, nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ cô thì làm công nhân nhà máy gạch, thường xuyên phải làm đến đêm và để Nhàn ở nhà một mình. Cuộc sống gia đình cô khi ấy vô cùng khó khăn, hàng ngày mẹ cô đi làm và khóa cửa lại, Tất Nhàn tự ăn uống học hành và chơi một mình. May mắn thay, chính niềm đam mê ca hát đã giúp cô bé Tất Nhàn ngày ấy vui lên rất nhiều. Cô hát khi băng rừng đi học, khi nấu cơm, khi lủi thủi ở nhà một mình. Tuổi thơ của Tất Nhàn tuy khó khăn nhưng tràn ngập tiếng hát vui vẻ của cô. Và rồi, mỗi lần hát quê mẹ, mắt Tất Nhàn lại rưng rưng lệ bởi đó là những thước phim tái hiện quá khứ, quê hương xưa hoài niệm, tuổi thơ thơm ngọt, ruộng đồng bát ngát, nắng lấp loáng chiều vàng. Chưa một lần Tất Nhàn phủ nhận, thời thơ ấu dù buồn hay vui, đó là một phần trong cuộc sống đã cho cô những trải nghiệm quý giá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.